Vâng, thế chú cũng di rời về nhà tạm hả chú? Vâng, chú cũng lên chú tạm cư hết rồi. À dạ vâng. Thì khu đấy ở nhà tạm đấy thì cuộc sống của mọi người diễn ra thế nào chú? Cuộc sống tất cả mọi anh em thì cũng là tôi thì bây giờ cũng ở dưới này cũng hỏng hết rồi, đấy thì cũng dựa nhau mà sống thôi, cùng nhau để trao đổi cái tình cảm, dựa nhau mà sống với anh em. Ăn uống thì nhiều cái cũng khó khăn để chia sẻ nhau. À vâng. Và bởi vì cũng nước nó các chi nhánh nhỏ, chi nhánh lớn rồi thì các nhà từ thiện thì cũng về góp lương thực thực phẩm cho bà con thì cũng chia sẻ nhau nhiều, cũng chia nhau ít, cũng chia nhau để dựa nhau để mà sống qua ngày. Và sau khi thì nhà nước lại thi công cái nhà tạm cư ở nhà kiên cố cho chung cư cho thì cũng thỉnh thoảng cũng lên ngõ xem nó làm như thế nào. Đấy, cũng lại bảo động viên lại xuống là bảo động viên anh em bảo tôi sắp xong rồi, chắc là trong Tết này cũng là xong với bà con mình ở thôi. Vâng. Thế là gia đình chú là có được cấp nhà ở mới tại khu tái định cư không chú? Vâng, gia đình nhà chú thì có cũng được một căn nhà ở trên đấy. Vâng. Thì nói chung là cũng Đảng và Nhà nước quan tâm đến tất cả bà con không may là gặp nạn ở trong làng Nủ đây, thì nói chung là mọi người thì cũng biết đến chú, thì nói chung là mọi người cũng hay hỏi thăm về sức khỏe của chú lắm. Nói chung là hôm nay thì cũng mới gặp chú, thì lần trước thì cũng gặp chú một lần rồi, cũng được ngồi chia sẻ với chú một lần rồi, lần này lên thì mãi mới gặp được chú, thì cũng được gặp chú này, được chú chia sẻ như thế này cũng rất là mãn nguyện, và cũng được biết thêm thông tin về làng của mình. Vâng. Sau những ngày bão lũ sau một tháng qua. Vâng. Thì cháu hỏi thêm một chút được không hả chú? Vâng. Thì cái khu nhà tái định cư ấy. Vâng. Là mình ấy thì vâng. Là hiện tại là người dân tự làm hay là cái nhà nước đến làm cho ạ? Vâng. Cái chú nhà định cư à? Vâng vâng. Còn nhà định cư thì của Đảng và Nhà nước làm cho mình thôi, cho bà con nhân dân thôn làng Nủ chúng tôi thôi, còn thôn làng Nủ tôi cũng không làm được đâu. Vâng, những cái số nhà thì số người thì mất hết rồi, những cái nhà thì có một người, có nhà có hai người, nhà thì quét sạch đi rồi cũng chẳng còn nữa. Thì bây giờ nhờ Đảng và Nhà nước, bên lực lượng về quân đội, bộ quốc phòng làm cho bà con như thế. Vâng, thì nói chung là trong hoàn cảnh của làng Nủ ấy thì mọi người cũng đã biết đến rồi, và cái hoàn cảnh của từng hộ gia đình thì mọi người cũng tìm hiểu qua. Nói chung là mọi người cũng ít nhiều, mọi người cũng quan tâm, cộng đồng mạng ấy cũng quan tâm là đến là cuộc sống của mọi người như nào, và cũng hỏi cháu về là ví dụ là gặp chú Cai thì cho mọi người hỏi gửi lời hỏi thăm đến chú Cai, còn gặp anh Thới thì cho gửi lời hỏi thăm đến anh Thới. Thì nói chung là hôm nay gặp chú ở đây thì cháu cũng xin được thay mặt tất cả mọi người trên cộng đồng mạng đây thì cũng xin được gửi lời chú, gửi lời đến chú là chúc chú và toàn thể mọi người sức khỏe. Nói chung là tất cả chúng ta thì sẽ cùng nhau cố gắng để vượt qua cái nỗi đau và cùng nhau xây dựng lại quê hương làng Nủ, thôn làng Nủ đẹp đẽ như ngày xưa. Quay lại nói chung là mình thì mất mát rồi, nhưng mà cuộc sống với những người còn lại thì vẫn cứ phải tiếp tục, vẫn cứ phải xây dựng quê hương. Thì chúc cho mọi người luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn là lạc quan, luôn luôn là nói chung là may mắn, nói chung là may mắn như những cái gì mình đã từng may mắn mà không còn sống sót lại ấy. Những người còn sống sót lại thì là những người quá may mắn rồi, thì mong mình luôn luôn may mắn như vậy. Cháu cảm ơn chú nhé, cháu cảm ơn chú Cai nhiều nhé. Chúc chú sức khỏe nhé. Vâng, cháu cảm ơn chú Cai rất nhiều. Đây mọi người ạ. Mọi người ơi, thì mọi người cũng được nghe lời chia sẻ của chú Cai rồi đấy. Nhà chú còn lại mọi người hả? Nhà chú kia mọi người nhé, nhà chú kia nhé. Nhà chú là bị đất đá là sập nhà bếp rồi, nói chung là nhà chú không còn ở được đâu mọi người ạ. Đây mọi người trên đỉnh núi Con Voi kìa. Ok, chào anh Đạt, chào chú Cai, chào mọi người nhé.
Đây mọi người ạ. Đây làng Nủ đây, trên đỉnh núi Con Voi đây. Kia ở trên này. À không, nhà chú còn đủ nhá, nhà chú còn đủ thành viên nhá mọi người nhá, nhà chú còn đủ thành viên nhá. Nhà chú còn đủ thành viên nhá. Đây làng Nủ đây mọi người. Hiện tại thì đây, làng Nủ đây. Ôi, khu này thì tìm được nhiều nạn nhân lắm. Khu này tìm được nhiều nạn nhân lắm. Mọi người ơi, mình xin phép mình xuống live một tí nhá. Để tí nữa mình sẽ lên live. Hẹn mọi người tầm 30 phút nữa mình sẽ lên live mọi người nhá. Chúc mọi người buổi chiều tối sức khỏe. Cảm ơn mọi người. Quay nhà có một bà không tìm được. Bà không được di rời. Kia bà đấy đây, đấy, trước mặt đây. Trước mặt đấy, nhà cái chị mà trước nhà chị ấy mà xác dạt về trước nhà chị ấy đây. Đây, chị ấy đang kia kìa, chị ấy đang ở trước nhà kìa mọi người. Đấy chị ấy đây. Đấy là chị ấy đấy. Thì là ban ngày thì chị không sợ. Anh Lương có quay lại không em? Có. Anh Lương hôm qua anh bảo là anh sẽ quay lại. Qua nhà bọn đó, bà đó hỏi. Qua nhà bà đó cái gì? Hỏi xem bà ấy sợ ma không. Ôi gì, sang thì người ta hỏi thăm động viên bà ấy thì ví dụ có quà có cáp thì gì thì thăm, hoặc là mọi người muốn gửi quà gửi cáp gì cho chị ấy thì ngày hôm nay mọi người nhắn tin cho mình thì mình sẽ đưa cái số ngân hàng của chị ấy cho mọi người, thì là để mọi người giúp đỡ chị ấy. Thì còn sang thì tự nhiên vô duyên sang đến hỏi là chị ơi chị có sợ ma không thì nghe nó chị để sáng ra chị để hỏi đấy, thế sáng ra mày muốn ăn chởi à. Đúng rồi, nhà mà bạn ở trên đó làm gì vậy? Em ở trên này là em lên thăm nhà cô chú, chủ nhà. Thì là tiện thể thì em cũng quay cho mọi người xem được biết về làng Nủ. Bạn nói chuẩn nhỉ? Chị Lượng nhé mọi người nhé, chị Lượng. Đúng rồi, nhà chị Lượng nhé. Moi tiền à... À vâng, moi tiền. Moi tiền. Còn moi được của ai thì cảm ơn người đấy. Thì ai có tấm lòng gì thì gửi quà đến cho chị Lượng thì cũng cảm ơn mọi người. Còn ai mà không vãi đạt thật. Bà này ở đó giỏi. Khu tái định cư ở xa không? Xa nhá mọi người nhá. Xa nhá, một cây số nhá, nhưng mà hiện tại là bộ đội người ta gác hết rồi, người ta không cho lên đâu. Nên là khu đấy là đặc biệt là không lên được. Thôi Phúc đừng buồn. Vâng vâng, có mùi không anh? Có mùi không? Không không. Nếu sợ ma ai ai ở đó hỏi ngộ ghê. À sợ thì người ta vẫn sợ. Sợ thì là rất sợ nha mọi người nha, nhưng người ta không có sự lựa chọn. Nhà người ta chỉ có một ngôi nhà thì người ta vẫn phải ở đấy, người ta ở lại đấy thôi. Chứ còn sợ thì tất nhiên người ta sợ. Đúng rồi, nhà chị không được di chuyển nhé mọi người nhé. Nhà chị không được di chuyển và cũng không được hỗ trợ di chuyển, di rời đâu. Nên là nhà chị ấy là cũng là hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng thì mất. Chồng mất cách đây 4 năm rồi. Thì là hiện tại nuôi hai con nhỏ đang đi học. Thì hai con nhỏ đang đi học thì hoàn cảnh của chị ấy rất là khó. Sao bộ đội vẫn ở đó? Bộ đội là người ta đến xây dựng khu nhà ở mới cho người dân. Người ta đến là binh đoàn 12 nhé mọi người nhé. Binh đoàn 12 là người ta đến, người ta xây dựng binh đoàn công binh nhé mọi người nhé. Là người ta đến, người ta xây dựng lại khu tái định cư cho người dân. Ngôi nhà duy nhất là ở bên kia nhé mọi người nhé, đằng bên kia nhé. Đấy, là bên kia. Còn bên này thì là cái nhà mà gia đình chị Lượng ấy. Là có người 5 nạn nhân dạt vào nhà chị ấy.
đất khô rồi nhá mọi người nhá. Sợ nhưng không trong, không trong di chuyển chị ấy lại nợ ngân hàng thì đi đâu được. Đúng rồi, chị ấy đang làm nhà cũng đang nợ ngân hàng mà. Đấy là chị ấy cũng không đi được, đi đâu được. Còn bao nhiêu người chưa tìm thấy bạn? Còn 7 người nhá mọi người nhá. Khổ thế không cho nhà chị ấy nhà mới nhỉ. Đúng rồi mọi người ạ, rất là khổ tâm. Con cứ làm việc con thích để mọi người xa họ được những biết được những mất mát đau thương của bà con. Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều nhá. Nguyện vọng của họ là muốn rời đi đó. Tất nhiên là nguyện vọng của ai cũng vậy thôi. Nguyện vọng của ai cũng chả muốn ở lại đây đâu. Nhưng mà không được đi thì 40 căn thì là có 40 nhân khẩu, là 40 hộ là sang người ta nhận, người ta được cấp rồi. Còn đây là những ngôi nhà người ta không thiệt hại gì, nói thẳng là vậy. Người ta không thiệt hại gì về tài sản, người ta còn nhà cửa, không mất nhà cửa thì là người ta còn được ở lại. Còn không phải không được cấp nhà mới. Còn người ta mong muốn là người ta cũng muốn đi lắm. Bởi vì trước nhà người ta toàn người chết dạt về nhà người ta. Núi Con Voi kia mọi người, đằng sau mình đây, núi Con Voi kia. Kia là núi Con Voi nhé. Đấy nên là mình mới như bạn kia, bạn vừa bảo mình là moi tiền ấy. Thì mình mới bảo là đấy, mình cũng đang moi tiền của mọi người đây. Thì là moi mọi người, là mong mọi người giúp đỡ cái gia đình chị ấy. Trong 1.600-1.700 người đây thì chúng ta cùng nhau mỗi người 10-20.000 giúp chị ấy. Thì gửi về số ngân hàng của chị ấy trực tiếp cho chị ấy luôn. Em có số ngân hàng của chị ấy. Mọi người ai muốn giúp chị thì nhắn tin cho em. Thì là em sẽ đưa cái số thông tin đấy cho mọi người, để mọi người chuyển trực tiếp cho chị ấy. Chị ấy là chị Hoàng Thị Lượng nhé. Chị ấy là Hoàng Thị Lượng. Nếu mà mọi người chuyển tiền ấy thì là thấy Hoàng Thị Lượng thì mọi người chuyển nhá. Còn thấy Hà Tấn Đạt thì thôi nhá. Còn thấy Hà Tấn Đạt thì không chuyển nhá. Phải mình bỏ luôn. Bỏ đi đâu bạn ơi? Khi nhà cửa ở đây, con cái ở đây, bây giờ bỏ đi biết đi ở đâu? Đấy, bỏ đi biết đi ở đâu? Đấy, ví dụ như bán được nhà cơ, xong rồi bán được nhà cơ, xong chuyển đến khu ở mới, hoặc là chuyển đến nơi khác, mua đất ở nơi khác ở, thì nó là một đằng. Nhưng đây có bán được nhà đâu mà sang nơi khác ở. Số tài khoản bạn đâu? À tí nữa mọi người nhắn tin vào cho mình nhé. Mọi người nhắn tin vào cho mình. Gặp Hoàng Hường phát là đi luôn. Hoàng Hường cũng chịu thôi. Hoàng Hường cũng chịu nhá mọi người nhé. Hoàng Hường cũng chịu. Bởi vì là đâu có phải là nhà, bây giờ giúp thì phải giúp được nhà này, giúp cả nhà này, nhà này, nhà này, nhà này, năm nhà trong kia, hai nhà bên kia, và cả chục mười mấy hộ.